mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Agribank chính thức triển khai đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp nông thôn. Việc triển khai đề án này góp phần đẩy mạnh chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ, hạn chế và đẩy lùi nạn tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp nông thôn. Theo chương trình ưu đãi này, đối tượng phát hành thẻ ATM miễn phí và vay thấu chi là khách hàng cá nhân cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc cá nhân cư trú ngoài địa bàn nhưng có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn. Tham gia chương trình, khách hàng được hưởng nhiều ưu đãi đặc quyền như miễn phí phát hành thẻ lần đầu, miễn phí quản lý tài khoản năm đầu, miễn phí thường niên năm thứ nhất, được cấp hạn mức vay lên đến 30 triệu đồng, không cần tài sản đảm bảo với mức lãi suất ưu đãi cạnh tranh nhất thị trường. Mưa lớn đã khiến cho sản lượng rau xanh sụt giảm, trong khi rau củ Trung Quốc không thể nhập về Việt Nam do dịch bệnh corona, hiện đã đẩy giá rau xanh tăng cao. Từ sau Tết Nguyên đán, nhiều diện tích rau xanh bị dập nát, hư hỏng không đủ cung cấp cho thị trường đã khiến giá tăng cao. Theo người tiêu dùng, thì hiện giá rau đang ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và cao gấp 3 đến 4 lần so với thời điểm trong Tết Nguyên đán. Cụ thể, giá rau cải các loại có giá 12.000 đồng một bó, rau mùng tơi 10.000 đồng một bó, bắp cải giá 15.000 đồng một chiếc, súp lơ có giá 15 đến 20.000 đồng một chiếc. Đặc biệt, các loại rau gia vị có giá từ 80.000 đến 100.000 đồng một kg. Sau nhiều ngày tăng giá ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, thì hiện tại giá lợn hơi ở miền Bắc đã đồng loạt giảm từ 1 đến 3.000 đồng trên 1 kg. Việc giảm giá đồng loạt này là do các công ty chăn nuôi lớn vừa thông báo giảm giá lợn hơi xuống dưới mức 80.000 đồng 1 kg. Theo đó, giá lợn hơi toàn miền Bắc sau giảm dao động từ 80.000 đến 83.000 đồng 1 kg. Thái Nguyên giảm từ 85.000 đồng 1 kg xuống còn 82.000 đồng 1 kg, bằng giá của các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái. Cùng mức giá 82.000 đồng 1 kg, còn có Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định cùng giảm 2.000 đồng. Các tỉnh còn lại như Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc báo giá lợn hơi 83.000 đồng 1 kg, Hà Nội 81.000 đồng 1 kg. Hiện đang là thời điểm bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu vào vụ sản xuất lúa xuân, bổ sung dưỡng chất cho cây ăn quả và cây rau màu các loại. Tuy nhiên, do nhu cầu giảm cộng với sự đa dạng của các loại phân bón trên thị trường đã khiến cho nhiều mặt hàng phân bón giảm giá so với cùng kỳ năm 2019. Mỗi năm, công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Linh ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ cung cấp ra thị trường 10.000 tấn phân bón các loại. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, công ty xuất bán được gần 3.000 tấn, giảm hơn năm trước 15-20%. Nguyên nhân chủ yếu là do giá nông sản giảm, trong khi thị trường xuất hiện đa dạng các mặt hàng phân bón đã khiến cho giá phân bón giảm từ 4-5% so với cùng kỳ năm 2019. Giá thành cũng giảm hơn so với năm 2019. Thế nhưng cái thị trường tiêu thụ của năm 2020 này thì bán ra cho bà con nông dân chậm hơn. Thì cũng một phần là do giá cả nông sản là bán ra là nó thấp, thế cho nên bà con đầu tư cũng không được mạnh dạn. Hiện giá nhiều loại phân bón trên thị trường như ure, NPK, kali giảm ít nhất từ 40.000 đồng đến 110.000 đồng một bao 50 kg so với cùng kỳ năm trước. Vào thời điểm đầu vụ xuân 2018-2019, giá nhiều loại ure ở mức 430.000 đến 440.000 đồng một bao. Nhưng nay chỉ còn ở mức 320.000 đến 335.000 đồng một bao. Giá NPK 16-168 Việt Nhật tại nhiều cửa hàng vật tư nông nghiệp ở mức 475.000 đồng đến 480.000 đồng một bao. Kali, Nga, Canada, Israel giá từ 390.000 đến 400.000 đồng một bao. Trong cuối tháng này hoặc sang đầu tháng thì dân sẽ mua phân bón, bón nót xong bắt đầu cấy. Thị trường phân bón hạ hơn năm ngoái, dễ mua vì nhiều các cái chủ hãng. Giá các loại phân bón đang ở mức thấp do nguồn cung dồi dào và có sự cạnh tranh của nhiều thương hiệu phân bón trong và ngoài nước. Mặt khác, các loại phân bón nhập khẩu cũng ngày càng đa dạng về chủng loại và có nguồn gốc xuất xứ từ nhiều nước trên thế giới nên giá cả rất cạnh tranh. Tuy nhiên, để đảm bảo năng suất chất lượng cho cây trồng, bà con nông dân cần tìm hiểu và lựa chọn những loại phân bón chính hãng đảm bảo tiêu chuẩn đã được kiểm định.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn Công ty Bảo Việt Hưng Yên, Vietinbank Hưng Yên, Ngân hàng BIDV Hưng Yên và Ngân hàng BIDV Bắc Hưng Yên, Agribank Hưng Yên số 1 và Agribank Hưng Yên số 2 đã đồng hành cùng chương trình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.